Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Trần Thị Thị Dung, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chuyên về nuôi tôm. Hiện tại tôi đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Tôi đang phụ trách khu vực Cầu Ngang và Cù Lao Long Hòa của Trà Vinh. Hôm nay tôi quay video này, tôi xin chia sẻ đến các bạn cách để có thể điều trị bệnh teo gan trên tôm thẻ chân trắng. Hiện nay cái bệnh teo gan đang diễn ra rất là phổ biến và gây đến những cái thiệt hại cho không mong muốn cho bà con. Biểu hiện của cái hiện tượng này đó là cái gan của chúng ta sưng đỏ, rồi sau đó là nó sẽ bị là teo gan lại. Khi mà tôm chúng ta đã bị teo gan thì những cái tế bào lipid trong gan nó đã mất hết. Cái màu sắc của gan nó sẽ bị biến đổi thành màu đen và nó chai hoặc là nó dai. Khi mà chúng ta tách cái gan tôm ra thì chúng ta thấy là gan nó đã bị teo lại, nó vẫn còn nguyên khối và nó không bị vỡ ra. Khi ta lấy tay ta lăn qua lăn lại thì cái gan tôm nó rất là dai như là cao su. Khi mà tôm nó đã bị teo gan thì nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp đó là trống đường ruột. Nặng hơn nữa thì nó sẽ bị tôm chúng ta sẽ bị rớt. Những con tôm rớt á, là nó cái màu gan á, nó màu đen và nó vẫn còn nguyên khối, nó không có bị vỡ gan ra. Tôm chúng ta rớt nhưng mà nó chỉ rớt rai thôi, nó không có rớt rầm rộ. Một số con á, thì khi mà chưa bị nhiễm bệnh á, thì nó vẫn khỏe mạnh và vẫn phát triển được bình thường. Nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng này đó là do cái thời tiết nắng nóng kéo dài. Thứ hai đó là do cái nhiệt độ ao nuôi của chúng ta quá cao, nó làm cho cái khí độc H2S dưới nền đáy ao tăng, nó sẽ ảnh hưởng đến gan tôm của chúng ta. Thứ ba đó là do cái tảo độc trong ao. Khi mà trong ao của chúng ta có quá nhiều tảo độc, trong tảo nó có chứa cái hàm lượng độc tố rất là cao, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tế bào của gan. Thứ tư đó là do vi khuẩn VVO, một loại vi khuẩn rất là độc gây bệnh cho tôm, nó sẽ làm phá hủy cái tế bào gan của tôm. Thứ năm đó là do cái hiện tượng đó là tôm của chúng ta sẽ bơi lờ đờ ở bên ở trên mép bờ, rồi sau đó nó sẽ bị vàng cái mang và sau đó nó ảnh hưởng đến gan tôm, nó làm cho tôm của chúng ta kéo đàn vào ban đêm. Những cái nguyên nhân này nó sẽ tích tụ rồi sau đó nó sẽ làm cho gan tôm của chúng ta sưng đỏ, rồi dẫn đến là gan tôm của chúng ta nó bị teo lại. Vì vậy chúng ta cần phải có những cái cách để có thể là điều trị hết được cái hiện tượng này. Khi mà tôm chúng ta đã bị teo, gan nó đã bị teo lại thì chúng ta không thể nào phục hồi được cho nó trở lại như là ban đầu. Chúng ta chỉ là điều trị những cái con còn cái tế bào lipid hoặc là những cái con khỏe mạnh bằng cách là chúng ta sẽ đánh là Romid Edita với liều là 5kg trên 1000 mét khối nước vào lúc 8 giờ sáng. Sau đó vào lúc 9 giờ thì chúng ta sẽ sử dụng Detoxin 5 lít trên 1000 mét khối nước để có thể làm sạch nước. Vào lúc 10 giờ thì chúng ta sẽ tiến hành diệt khuẩn cho ao nuôi. Chúng ta sẽ sử dụng là Nanobacter với liều là 2 lít trên 1000 mét khối nước. Tiếp đến là vào lúc 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ sử dụng là Heberher, một sản phẩm chuyên về tạc gan, 5 lít trên 1000 mét khối nước. Đồng thời là chúng ta sẽ kết hợp với lại cho ăn, là chúng ta sẽ sử dụng là Hercua, chúng ta sẽ cho ăn với liều là 100ml trên 1kg thức ăn. Một điều cần phải lưu ý là chúng ta sẽ giảm 50% lượng thức ăn so với ngày thường. Và ta chỉ cần trộn Hercua vào trong tất cả các cữ trong ngày, chúng ta không cần phải trộn thêm những sản phẩm nào khác. Chúng ta làm như vậy trong vòng 4 ngày thì cái gan tôm của chúng ta sẽ được phục hồi nhanh nhất. Sau đó vào lúc 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ tiến hành đánh vi sinh lại cho ao. Chúng ta sẽ sử dụng là 2 gói Acelobac kết hợp với lại mặt đường. Sau khi cái gan tôm và cái đường ruột tôm đã được phục hồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến cái bước là nong to đường ruột của tôm. Chúng ta sẽ bổ sung những cái sản phẩm như là Epicin D, Quanvirim, Virosit, Biogon, Inoli với liều là 10g trên 1kg thức ăn để có thể là nong to cái đường ruột của tôm và giúp tôm khỏe mạnh và phát triển bình thường. Sau đó thì chúng ta sẽ tăng dần cái lượng thức ăn lên cho tôm.
Một điều cần phải lưu ý đó là chúng ta sẽ luôn giữ cho pH ao nuôi của chúng ta dưới 8.0, độ kiềm thì lúc nào cũng phải là trên 1.2 để có thể là ổn định môi trường ao nuôi. Đó là cái quy trình để có thể là điều trị bệnh teo gan trên tôm thẻ chân trắng. Kính mong bà con và các bạn có một vụ nuôi thành công. Nếu như mà tất cả các bạn có thắc mắc gì, xin liên hệ với tôi qua số điện thoại 0342 905 871. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.